Kênh tin thời tiết xin kính chào quý vị và các bạn. Tin thời tiết mới nhất, Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa to và thời tiết 10 ngày tới. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 1 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 30 tháng 11 đến 1 giờ ngày 1 tháng 12 phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Kỳ Quảng Nam 125mm, Trà My Quảng Nam 262mm, Ba Tơ Quảng Ngãi 117mm, Nha Trang Khánh Hòa 160mm. Dự báo, ngày và đêm nay 1 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 17 độ, vùng núi 11 đến 14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội, không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 đến 18 độ. Mưa lớn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trong ngày và đêm nay 1 tháng 12, ở các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa, có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20 đến 50mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1. Phân tích và dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng ngày 8 ngày 9 tháng 12 đêm và sáng sớm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng ngày 8 ngày 9 tháng 12 đêm và sáng trời rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 1 tháng 12, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 12, phía Bắc trời rét. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày 1 tháng 12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, ngày 1 tháng 12 đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 12 có mưa rào và dông vài nơi, riêng các ngày từ 7 đến ngày 10 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, ngày 1 tháng 12 đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 2 đến ngày 10 tháng 12 có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng ngày 8 ngày 9 tháng 12 đêm và sáng trời rét.
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.